hiện tại còn đang lên rất là dữ. Lúc nãy bây giờ còn bây giờ ngập cao hơn. Lúc nãy đứng ở chỗ chuồng lợn là bây giờ còn phải di chuyển ra chỗ khác này, sợ nước cuốn đến. Anh em có thể nhìn thấy này, đây đứng góc quay nó không thuận lợi mấy. Nhưng mà mọi người cũng có thể nhìn qua là nước. Nhà anh Định thì xóa sổ rồi anh Định nhá. Còn nhà ông bác bán cho nhìn chú thì cũng xóa sổ rồi. Còn cái hiện tại nước còn đang lên rất là lớn. Này mà cứ thế này diễn ra thì sợ nhà công vụ cũng bị cuốn đi. Bây giờ là dòng chảy là vào lưng nhà công vụ rồi. Vì đống cây này rất là to lớn nha. Và thầy Luyến nha, thầy Toan thì yên tâm nhá. Tạm thời yên tâm vì nước lũ nó đợi đổi dòng chảy sang bên kia. Rồi, còn mấy cái xe nhờ anh tươi nhớ. Tươi các xe máy nhớ, các kiểu chắc bị tươi hết. Hiện tại lũ càng về càng ngày càng to. Đây, thiên nhiên thật là dữ dội anh em ạ. Nhà công vụ thì là càng ngày càng ngập sâu hơn và lũ càng ngày càng to, chảy nước. Đây, kéo gần anh em xem nhá, kéo gần này. Đây là chỗ nhà chú đấy, mua của ông bác đấy. Còn nhà anh Định thì xóa sổ rồi. Khu công vụ thì càng ngày càng ngập sâu rồi. Toàn đống cây cột cuối cuối lên này. Nước quá dữ dội. Nhà Tống Thuận à? Nhà Tống Thuận thì cũng nước đi, nó đến lưng nhà nhá.